Đúng vậy, ngày hôm nay tôi sẽ là một siêu trộm trong hơn hình nhỏ bé với trí tuệ của người lớn. Ta chính là Edugawa Kuna. Ê, từ từ, Kuna là hám tử mà. Ê, lại má ơi, lại đi. Trong hơn hình mét 8 với cái mồm lanh chanh lấp chóc, tôi chính là siêu trộm Kaitongu. Xin được mạn phép kính chào quý vị khán giả đang xem video ngày hôm nay của tôi. Đó là ngày hôm nay tôi sẽ là một siêu trộm. Như đoạn đầu tôi đã nói rồi đó anh em ơi. Và anh em cũng đừng quên, video chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha, tôi biết là tôi nghỉ chơi luôn đó. Ngày hôm nay tôi sẽ kể cho anh em nghe một câu chuyện rất chi là câu chuyện kể về một chàng trai đang đi ngủ chuyển cảnh nhanh vậy má. Ê, chưa kể chuyện xong chuyển cảnh nhanh vậy. Câu chuyện này sao quên ta, thấy mợ rồi anh em ơi, không biết nào đưa mình kịch bản, không nhớ câu chuyện này nữa anh em ơi. Nói chung là ngày hôm nay tôi được đặt cách cho làm một siêu trộm, và đó là rất chi là quả cá trưởng luôn, rất là đặc biệt. Bây giờ là đang hướng dẫn cho cái khóa học làm siêu trộm như thế này, nên là siêu trộm này là siêu trộm vui vui thôi nha anh em ơi, đừng làm thiệt với má ơi, ai làm thiệt là không được nghe, nghỉ chơi nha. Ok, đó siêu trộm trong game thôi nha mới đi. Rồi tôi đang có mặt ở đây. Ở đâu vậy Tài? À không biết luôn mấy má ơi. Ôi nói chung thì đặt cái trò chơi siêu trộm này ở trên Spare. Đó. Ê, hello anh trai. Anh trai là chỉ đưa vô hùng ghé anh ơi. Em đẹp chứ em không có ngu. Thân hình của em quyến rũ, ok. Nhưng là, à không phải, chỉ tôi vô hùng gác má ơi, chỉ tôi lên hùng gác. Xin lỗi anh trai nha, xin lỗi gì hiểu làm anh trai nha. À rồi, đi lên cái cầu hang này phải không? Ủa, rồi lên. Lên có chị của Bỉ. Lên xe anh đèo, không xe anh nghèo mà có xe anh nghèo. Tại vì anh làm gì có xe để anh đèo em. Ui dồi ôi, cái tòa nhà màu trắng kìa mấy đứa ơi. À ông kêu tôi đi qua đường hả? Taxi, dừng chân lại chút. À không có tiếng nào. À ê, đừng đụng em nha anh trai, mấy anh trai đừng đụng em nha. Trời em lại mấy anh trai luôn á. Kiếp em là kiếp chưa bồ mà muốn có bồ, không ai hèm hốt em hết, nên là em hơi buồn mấy anh trai. Trời, anh trai không được làm như vậy. À quên, mình đang học làm siêu trộm. Nhưng mà cũng không được làm như vậy anh trai. Làm như vậy là sai. Là không được, đừng bao giờ làm theo nha mọi người. Biết vậy không đăng ký khóa học tưởng vô dạy giảng đạo. Really, kể về câu chuyện siêu trộm xong tự nhiên vừa vô thấy cướp. À, tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm cảnh sát anh em ạ. Bây giờ cho em đi ra khỏi khóa học này được không? Bắt vô đây luôn hả? Chết tôi rồi anh em ơi, giờ tôi muốn hủy cái khóa học này mà hủy không được luôn. Nên là bây giờ là tôi phải cố gắng tôi hốt khỏi cái khóa học. Trời ơi, ngu vừa ngu dữ vậy chị cô Bỉ TV ơi. Ai mà biết được. Ui ôi, ở đây tiền quá trời luôn nè mọi người. Nhưng mà tôi không có ham tiền nha, tôi cũng giàu chứ bộ, chứ không phải tôi nghèo đâu. Giàu tình cảm dành cho fan. Ôi hơi mệt quá rồi, này đi qua lẹ nè anh em ơi. Ấy, đó, tao nói cái mồm lanh chanh lách chách là quá đúng rồi. Thôi thôi, đó chứ qua lẹ nè, trời ơi. Dâm ba mấy cái này tôi qua cái rặt là xong anh em ơi. Trời ơi, riết kinh nghiệm đầy mình, giờ là chui ven đi. Ui ui, ở trong cái ven này là một cái mê cung mini ơi. Từ để tôi đi xem, trời ơi, rồi xong đường cục rồi, ngu luôn rồi. Đi qua bên đây, đường đâu. Bà này cha nó cũng đường cục nữa. Ủa, cái đường nó nằm ở đâu vậy ta? Cái chỗ này là y chang là đường đi tới trái tim group mà đi hoài không thấy nằm ở đâu luôn. Ê, cái đường này tao vừa mới đi rồi mà. Ê má, không có đường luôn má ơi. Ủa alo, rồi đường tao đâu? Đường vào tim em ơi băng giá. Về mùa đông mây vẫn hay đi về. Thôi mệt quá tìm nữa. Quan trọng là bây giờ tôi tìm đường, tôi hát hoài vậy trời. Tao vừa mới đi cái đường này mà ta. Đường đây rồi. Đường chính nói lời yêu fan. Được của nó đấy. Trời quá đỉnh hả hính. Nên nói về tôi là hả hính là quá đỉnh rồi đây ơi. Sợi nói về nhảy qua mấy cái laser như này. Anh vừa chơi cái gạch, ok. Mình là mình chơi cái mod anh em à, ok. Rồi. Ui ui, tiền trải khắp tài nhưng mà không cần. Tôi không thích những cái đồng tiền như này anh em ạ. Tại vì á, tôi phải thích những đồng tiền là những đồng tiền mà chân chính và tôi tự làm ra thì tôi mới chịu nha. Chứ mấy cái đồng tiền là mấy đồng tiền này là của những siêu trộm anh em ơi. Tại vì mình vô đây mình chỉ muốn nghe những câu chuyện về cây. Ui quẹ. Shiba. Đi bên đây má ơi, tao nhầm mấy ơi, tao đi bên đây má ơi. Trời, tao tưởng đi bên kia, tao nhầm nãy giờ, tao tưởng sao đó. Ui ui, ở trong, đúng là ở trong đây toàn là
Rồi rồi rồi, quá rồi. Mà gì đâu mà giấy tờ gì đâu mà nó chắc đầy chắc đóng ở đây luôn, thiệt luôn á trời ơi. Ui ôi, ui, đây là cái móc câu đi qua nè mọi người ơi. Từ từ nha, rồi, đi qua. Ok, quá lẹ lên. Ê, quần què, sao tao lại đứng đó vậy bay? Ê, bay ơi, bay ơi, trời ơi. Đấy, cứ ai đi dễ dàng như này thì đòi hỏi thế nào được, trời ơi, Ui, bên đây có cái lỗ, rồi giờ mới đi qua bên đây luôn hả? Ui, ở dưới là tù, là nhà cao tầng rồi, len bẹt 81 rồi, Bitexco bên em ạ. Ui, nhiều thế. Còn giờ leo lên đây, trời ơi, cái khóa học này nó thực tế quá đê bơi, nhưng mà tôi mới học, bây giờ tôi phải cố gắng tôi thoát ra khỏi đây. Ê, cảm ơn anh trai thì đã cứu em nha, giờ em không cần, bây giờ em muốn thoát ra khỏi đây à. Trời ơi là trời, tôi khổ quá mà bánh chị ơi. Rồi, xuống. Ui, đi đâu hết? À, cái gì? Bắt tôi làm tổ hả? Ê, tôi chưa kịp bấm. À, tôi chưa kịp để vô mà. Đừng nổ, mẹ chửi, mẹ biết mẹ mắng. À, báo quá trời báo, báo hủ cu bỉ ti dây. Trời ơi là trời ơi, tôi không lụm được không? Đừng có cho tôi lụm mà. Tôi không lụm. Để quá. Ok, không lụm. Xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, xin lỗi má, xin lỗi anh trai, xin lỗi em gái, xin lỗi anh chị, xin lỗi bà cô đợi, xin lỗi ông nội, xin lỗi bà nội, xin lỗi chú ba, xin lỗi chú tư, xin lỗi chú năm, xin lỗi chú bảy, xin lỗi. Thông minh lắm. Mình mới thu thập được mấy cái miếng này, mình mới đi qua được mọi người ơi. Trời ơi là trời, xin lỗi ông bà ngoại, con sống sai quá. Kiếp sau con xin được làm người yêu của mấy bạn fan. Làm đi. Rồi, cửa mở, vô, ok. Rồi đi qua. Ê, không nói ngay từ đầu luôn đi, là cái cánh quạt đó không được đụng như nó đi, bay ơi, tôi chưa đụng luôn, bay ơi. Ok, qua được. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Rồi, ngon liền. Ui, dăm ba với cái laser như này. Ê, sao nó đi nhanh quá bay? Bay, nó đi nhanh quá. Ui, có mẹo. Cuộc sống này là phải chơi mẹo, các bạn hiểu không? Cuộc sống này là mình phải chơi mẹo. Rồi, mở cửa, Vân ơi, mở cửa cho chị đi ra đâu. Lẹ lên đi, cho tôi hốt ra ngoài giùm cái đi. Tôi về tôi gặp má, tôi xin lỗi má thôi nữa. Em không có lấy gì nha. Em hứa, tuy bề ngoài em xấu em đen nhưng lòng em tốt. Em luôn sống thật với mọi thứ, đừng bắt em nha. Trời là trời, phải hốt ra đây lấy lại minh oan và công lý mọi người ơi. Mình là người sống đàng hoàng, chân thật, lời nói dễ thương các thứ. Nói chung là gã miền Tây thật thà và chất phác. Ngỏ quá, tao biết ngay mà. Trời ơi là trời, ui ơi, tôi xuống dưới là bà dưới đây luôn rồi anh em ơi. Rồi, quá rồi, trời ơi là trời. Khi nào tôi mới hốt khỏi đây, khi nào tôi mới được thấy, được nhìn lại thấy ánh mặt trời ban mai, là một người tốt của đời tôi. Không, nãy giờ là mình chưa thấy luôn mới đi ơi. Trời ơi là trời, sao đường biết vậy, nãy không vô biết vậy, tài lanh tài lẹt. Cái gì tài lanh tài lẹt, kiếm vô kiếm biết. Rồi giờ nhánh hậu quả như này luôn nè anh em ơi, đừng có bắt chước giống tôi luôn nha. Xem thôi, đừng có học hỏi bắt chước giống tôi nha anh em ơi, hư nha. Tôi chỉ muốn là một đứa con ngoan của ba mẹ, một học trò ngoan của thầy cô, một người yêu ngoan của mấy bạn fan. Thật đấy. Đúng vậy á. Xem ngẫm á ơi, xem ngẫm tài lanh tài lẹt, nói nhiều vô bỉ ơi. Trời là trời, nói gì mà nó nhiều dữ hần luôn á. Có cửa. Bỏ ra lại lên. Ui, cái tia laser đây bên, tia laser đi ngang. Còn lên đây. Tia laser. Rồi, mình biết cách để vượt qua cái tia laser này rồi mọi người ơi. Mình sẽ để nó xuống anh em ơi. Lẹ đi, đúng rồi. Ok. Lẹ lên. Mày làm được mắt quỷ. Rồi. Ui, ở đây tia laser nhiều thiệt luôn mọi người ơi. Nhưng mà không sao, mình vượt qua đường ghê rồi. Chờ hồi đó chơi nhảy dây nhiều le quen nè anh em ơi. Hồi đó chơi nhảy dây nhiều là quá quen rồi. Ui, nước ở đây bị đổ quá trời luôn nè mọi người ơi. Ok. À rồi, cái bồn cầu này đi đâu vậy? Ui, mình xuống được cái cống rồi mọi người ơi, xuống được cái cống rồi. Khỏi cần chỉ tao, tao biết rồi mày ơi, khỏi cần chỉ tao. Rồi cái búa. Làm gì? À, cái búa đi qua bên kia em ơi. Bây giờ cái xe đi qua đó rồi, còn chỗ đâu mà đi. Alo, rồi mình phải mở ra nữa anh em ơi. Ổ vậy nè. Đúng rồi, nhảy lên. Ok. Đê, suy nghĩ. Ok, rồi, coi đặt ở đây phải không? Ôi,
qua được, qua được, qua được. Lại là Tilaje đó mọi người ơi. Tilaje nhiều thiệt luôn đó, đúng là an ninh rất là tốt luôn mọi người. Oh my god, cái gì đây? Ok ok ok, qua được, qua được, qua được, qua được. Tao ghét thiệt đó chứ, tao khổ thiệt đó chứ. Lên được rồi, lên được rồi, lên được rồi, lên nha. Hết được chưa, hết được chưa, hết được chưa, hết được chưa, hết được chưa. Ôi chạy lẹ, chạy lẹ. Không lấy tiền nha, không lấy tiền, tôi là người sống hơi cao và chắc phát. Ok ok, lẹ 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 lẹ. Bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi. Oh my god, oh my god, về xin lỗi mẹ đây em ơi. Trời ơi, tôi sống lỗi với